Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những nội dung sau. 1. Lợi ích của việc kết hợp mạng Pi và giao thức Stellar 20. 2. Giai đoạn chuyển đổi tiền điện tử, thanh toán web 3 bằng CBDC trên block trên Pi. Thưa quý vị, giữa những thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh tài chính toàn cầu, tiền điện tử đã chiếm vị trí trung tâm. Là một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực này, Pi Network và Stellar 20 protocol đã có những bước đột phá đáng kể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích của sự kết hợp giữa Pi Network và giao thức Stellar 20 cũng như cách sự kết hợp của chúng mang lại những cơ hội mới trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số toàn cầu. Sự hội tụ của dữ liệu tài chính toàn cầu. Một trong những khía cạnh nổi bật của sự hợp tác giữa Pi Network và Stellar 20 protocol là sự hội tụ dữ liệu tài chính toàn cầu. Với tất cả dữ liệu tài chính toàn cầu được hội tụ trên mạng Stellar, chuỗi khối Pi có thể tận dụng các kết nối SDK, API thông qua Stellar, giúp người dùng mạng Pi truy cập và sử dụng thông tin tài chính toàn cầu dễ dàng hơn. Hợp đồng thông minh với Soroban V20 Thông báo liên quan đến hợp đồng thông minh thông qua Soroban V20 thực sự là một tin tức thú vị. Nó mang lại sự linh hoạt và độ tin cậy cho các giao dịch trong mạng Pi. Hợp đồng thông minh cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch khác nhau mà không cần sự tham gia của bên thứ ba, tạo ra mức độ hiệu quả chưa từng thấy trước đây tích hợp với các sàn giao dịch thông qua NeoMice, tích hợp với các sàn giao dịch thông qua NeoMice mở ra cơ hội cho các hệ sinh thái khác nhau hợp tác. Điều này mở rộng khả năng giao dịch và quản lý tài sản, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn trong giao dịch và quản lý tài sản. Nó cũng củng cố vị thế của Pi Network như một công ty lớn trong thế giới tiền kỹ thuật số. Hệ sinh thái tích hợp Pi Network nhằm mục đích tích hợp tất cả các ứng dụng hệ sinh thái từ các mạng blockchain trên nguồn mở khác nhau. Hơn nữa, họ có kế hoạch thiết lập một siêu ví cùng với PX Chain. Điều này sẽ tạo ra một trung tâm giao dịch tài chính toàn diện, bao gồm chứng khoán, cổ phiếu và tiền tệ. Nhờ đó, người dùng sẽ có quyền truy cập vào nhiều tùy chọn hơn. Hợp đồng cốt lõi và hợp đồng cộng sinh Hợp đồng cốt lõi và hợp đồng cộng sinh, symbiote, nguồn mở, có tác động đáng kể. Chúng mở ra cánh cửa cho nhiều giao dịch khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử quốc gia nguồn mở. Điều này giúp tăng cường tính đa dạng trong hệ sinh thái Pi Network và mang lại cơ hội cho nhiều bên liên quan. Tích hợp trực tiếp vào hệ sinh thái Stellar Thông qua BIP0044, Pi Wallet có thể hỗ trợ hơn 1.300 loại tiền tệ mới và tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Quốc gia nguồn mở, CBDC. Điều này có nghĩa là Pi Network sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại tiền tệ khác nhau, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn. Sự tích hợp này tăng cường kết nối giữa Pi Network và giao thức Stellar 20. Tất cả các tính năng này hiện đang được thử nghiệm kỹ thuật và chúng tôi háo hức chờ đợi thông tin chính thức từ nhóm. Pi Network và Stellar 20 protocol mang lại tiềm năng vô biên và sự hợp tác của họ hứa hẹn sẽ tạo ra giá trị gia tăng đáng kể. Dự đoán sự tăng trưởng đáng kể về giá trị Pi. Một khía cạnh rất được mong đợi là sự gia tăng giá trị Pi sau khi tích hợp giao thức Stellar 20. Pi Network đã nhanh chóng trở nên phổ biến như một dự án tiền kỹ thuật số đầy hứa hẹn, với hơn 20 triệu người dùng đã đăng ký. Việc tích hợp với giao thức Stellar 20 sẽ mở ra cơ hội cho sự tăng trưởng đáng kể và ổn định hơn về giá trị của Pi. Sự kết hợp giữa Pi Network và Stellar 20 protocol là bằng chứng cụ thể cho sự phát triển nhanh chóng trong thế giới tiền điện tử. Nó đánh dấu một cột mốc lịch sử mang lại cơ hội mới cho người dùng Pi Network và toàn bộ hệ sinh thái tiền kỹ thuật số. Chúng tôi háo hức chờ đợi thông báo chính thức từ nhóm phó chủ tịch về những phát triển tiếp theo và với dự đoán, chúng tôi chào đón một tương lai tươi sáng cho Pi Network và Stellar 20 protocol. Cuối cùng, điều quan trọng là phải hiểu rằng sự hợp tác giữa P-Network và giao thức Stellar 20 chỉ là khởi đầu cho những bước phát triển lớn hơn trong thế giới tiền điện tử. Với những tiềm năng khác nhau được nêu trong bài viết này, người dùng P-Network và các bên liên quan khác có nhiều lý do để ăn mừng về tương lai đầy hứa hẹn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình hợp tác này và cung cấp thông tin cập nhật khi có thêm thông tin chính thức. Chúng tôi cũng mời độc giả tiến hành nghiên cứu của riêng mình và tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến những phát triển này. Cho đến nay, Sức mạnh tổng hợp giữa Pi Network và giao thức Stellar 20 đánh dấu điểm khởi đầu của một hành trình đầy hứa hẹn cho tiền điện tử toàn cầu. 2. Giai đoạn chuyển đổi tiền điện tử, thanh toán Web3 bằng CBDC trên blockchain Pi. Kỷ nguyên năng động của tiền điện tử, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về quy trình thanh toán Web3 bằng tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, CBDC, trên chuỗi khối Pi. Sự hợp tác chặt chẽ giữa mạng tài sản Web3 và mạng Pi đã tạo ra một mô hình phi tập trung, an toàn, minh bạch và hiệu quả mở đường cho sự chuyển đổi. Điều cần thiết là phải hiểu rằng CBDC đại diện cho một loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương của một quốc gia phát hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối nền kinh tế truyền thống với kỷ nguyên web 3 đang phát triển nhanh chóng. Việc chuyển đổi CBDC thành Pi Coin đóng vai trò then chốt trong việc cho phép loại tiền kỹ thuật số này được sử dụng trong hệ sinh thái phi tập trung đang mở rộng. CBDC đại diện cho một cách tiếp cận sáng tạo nhằm đưa chính sách tiền tệ của một quốc gia vào lĩnh vực kỹ thuật số. Nó cho phép các ngân hàng trung ương quản lý hiệu quả nguồn cung tiền và giám sát các giao dịch kinh tế. Với việc Pi Network đóng vai trò là nền tảng cho sự đổi mới như vậy, sẽ có cơ hội mở để tạo ra cầu nối kết nối các loại tiền tệ truyền thống với các loại tiền kỹ thuật số ngày càng phổ biến. Quá trình chuyển đổi. Quá trình chuyển đổi bắt đầu khi người tiêu dùng gửi CBDC đến nhà cung cấp dịch vụ gói. Nhà cung cấp dịch vụ này đóng vai trò chính trong việc khóa CBDC và chuyển đổi nó thành PiCoin điều này mang đến cho người dùng sự tiện lợi khi khai thác tiềm năng CBDC của họ biến nó thành tài sản trong hệ sinh thái Web3 đang phát triển. Khái niệm gói trong tiền điện tử đề cập đến bước thay đổi tài sản kỹ thuật số từ dạng này sang dạng khác. Trong bối cảnh này, CBDC được bọc vào PiCoin. Điều này đảm bảo rằng CBDC có thể hoạt động như một tài sản kỹ thuật số trong chuỗi khối Pi. Quy trình được tiến hành an toàn và minh bạch mang lại niềm tin rằng việc chuyển đổi CBDC sang PiCoin là một quy trình đáng tin cậy vai trò của người tiêu dùng người tiêu dùng là người dùng cuối trong hệ sinh thái này họ sở hữu hai ví quan trọng ví mã thông báo pi và ví cbdc ví mã thông báo pi được sử dụng để lưu trữ P-Coin mà họ có được trong khi ví cbdc được sử dụng để gửi tiền vào hệ sinh thái thông qua vai trò của người tiêu dùng cbdc trải qua quá trình chuyển đổi thành picoi có thể được sử dụng trong nhiều giao dịch và thanh toán khác nhau ví pi không chỉ là nơi chứa picoi họ cũng có thể nắm giữ nhiều tài sản được mã hóa khác nhau như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu. Dưới dạng mã thông báo không thể thay thế, NFT, khả năng phân chia tài sản được mã hóa cho phép quyền sở hữu công bằng hơn. Với tài sản được chia nhỏ, các cá nhân có thể có quyền sở hữu một phần tài sản lớn mà trước đây không thể tiếp cận được. Tăng cường sử dụng Bitcoin Một trong những điểm bán hàng chính của mô hình này là việc sử dụng Bitcoin ngày càng tăng. Bitcoin trở thành phương tiện thanh toán được người bán chấp nhận. Trong quá trình này, người tiêu dùng sử dụng PiCoin để mua sắm và người bán chấp nhận PiCoin làm phương thức thanh toán hợp lệ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái đang phát triển, nơi PiCoin có giá trị và tiện ích ngày càng tăng. Với số lượng người bán chấp nhận PiCoin làm hình thức thanh toán ngày càng tăng, tính bền vững của loại tiền kỹ thuật số này trở nên rõ ràng hơn. Nó giúp xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn. Người bán cũng có thể linh hoạt dễ dàng chuyển đổi PiCoin trở lại CBDC nếu cần cung cấp các tùy chọn quản lý tài chính. Khía cạnh kỹ thuật, hợp đồng thông minh và mạng tài sản mã hóa. Đằng sau quá trình này có một số yếu tố kỹ thuật quan trọng. Hợp đồng thông minh đóng vai trò then chốt trong việc xác định các thỏa thuận giữa người tiêu dùng và người bán. Các hợp đồng thông minh này đảm bảo các giao dịch diễn ra suôn sẻ và quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được tôn trọng. Hợp đồng thông minh là các thỏa thuận kỹ thuật số tự động thực hiện hoặc thực thi các điều khoản của hợp đồng. Trong bối cảnh của mô hình này, Hợp đồng thông minh được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và thỏa thuận giữa người tiêu dùng và người bán. Ví dụ, khi một sản phẩm hoặc dịch vụ được giao đến người tiêu dùng, hợp đồng thông minh sẽ kích hoạt thanh toán dưới dạng Bitcoin. Ngoài ra, mạng tài sản mã hóa đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này. Tài sản được mã hóa bao gồm nhiều mặt hàng khác nhau, chẳng hạn như bất động sản, cổ phiếu và trái phiếu. Điều này cho phép chủ sở hữu tài sản bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số của họ dễ dàng và hiệu quả hơn vai trò của chính phủ, quy định và thuế. Các chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các loại tiền kỹ thuật số như CBDC. Họ có trách nhiệm thiết kế các quy định cho phép sử dụng hợp pháp và công bằng trong hệ sinh thái này. Hơn nữa, thuế áp dụng đối với người dùng CBDC và Pi Coin cũng là một phần của khung pháp lý nhằm quản lý việc sử dụng và quyền sở hữu, đồng thời đảm bảo tính bền vững của CBDC. Các chính phủ cũng quan tâm đến việc giám sát hệ sinh thái tiền kỹ thuật số để ngăn chặn việc lạm dụng và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Với quy định phù hợp, người dùng có thể cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng CBDC và PiCoin trong các giao dịch của mình. Trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, mạng Pi và mô hình thanh toán Web3 sử dụng CBDC trên chuỗi khối Pi thể hiện những bước quan trọng trong việc thúc đẩy việc sử dụng tiền kỹ thuật số trong nền kinh tế đang phát triển. Mô hình này tạo ra một hệ sinh thái lớn hơn và phức tạp hơn, với PiCoin là yếu tố trung tâm hỗ trợ tăng trưởng. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ gói, người tiêu dùng, người bán Hợp đồng thông minh và mạng tài sản mã hóa. Mô hình này đã tích hợp nhiều yếu tố khác nhau để định hình tương lai của tiền kỹ thuật số. Việc sử dụng CBDC ngày càng tăng trong thế giới thực và kỹ thuật số mở ra cơ hội phát triển các loại tiền kỹ thuật số rộng hơn và một nền kinh tế mới hỗ trợ kỷ nguyên Web3. Chúng ta đang ở giữa một cuộc cách mạng tiền điện tử thú vị. Pi Network và mô hình này thể hiện những bước quan trọng trong việc tạo ra một tương lai cho các loại tiền kỹ thuật số phi tập trung, an toàn và hiệu quả.